Vâng, sau đây em test con QRX 7500 gửi cho bác ở Lai Châu nha. Đây, quá đẹp rồi nha. Hướng dẫn bác kết nối những dòng này luôn. Là những dòng này các bác để AUX thì nó tối nó không đẹp nha. Mình để nguyên nhà mình cấm cái đường này nè các bác. Đây, cấm cái đường này nè. Đường táp này. Cái ngồi cùng này của Channel 2 này. Ngồi cùng này. Trạm loa này. Đây, cấm táp này nha. Là mình chỉ cần ấn cái này là mình sử dụng thôi. Ấn vào đây nha. Cấm tab mà 2 channel là bấm vào 2 channel tab monitor này à, low net này, âm thanh nổi. Cái volume này volume phụ chúng ta để hướng 12 giờ. Còn volume chính này, ba cái này là ba cái cổng 35 à, để ba lần trái phải để 12 giờ nha. Bác chép chỉnh trên này. Mình đang chế độ 2 kênh. Mình chơi 2 kênh nên là hai bên này nó sẽ vậy, chậm yếu hơn bên này nha. Con nào cũng vậy, đặc trưng của dòng này rồi. Còn nếu các bác muốn vậy đều thì bác phải đấu qua 4 kênh. Và 4 kênh thì nó sẽ yếu nha. Hiện tại em đang để điện 110 nha, 110-120. Điện nguyên ring của nó là điện 110-120 nha các bác. Chiều nay em sẽ đóng hàng lên đường cho bác.